Chào các bác nhé. Bây giờ là gần 2 giờ chiều của ngày 21 tháng 5 năm 2021. Thì các bác biết là buổi chiều rất là oi. Em đứng đây mà cảm giác mốt mồ hôi. Đấy, mùa hè đã đến rồi. Các bác nghe tiếng ve trong video không ạ? Nghe cảm giác một cái mùa hè rất là nóng. Tuy nhiên thì buổi chiều 2 giờ gần 2 giờ chiều đường nhà em rất là vắng. Rồi buổi chiều ngày hôm nay em tiếp tục lại lên sóng và giới thiệu cho các bác hai con điều hòa VIP full tính năng, full cao cấp không thiếu một thứ gì luôn của dòng Panasonic. Đấy, hai con này đều là 18.000, một con 18.000 đằng trước em là gọi là mắt liếc, và một con 20.000 viền đen. Đấy, thì hai cái con này đó là hai những cái dòng VIP nhất của dòng điều hòa Pana mà rất nhiều anh em thích kìa. Đấy, đầy đủ những công nghệ hai chiều inductor nano khử khuẩn cảm biến thân nhiệt mặt dâng auto clear rõ ràng, đầy đủ hết những cái công nghệ mà dòng điều hòa Pana có được. Đấy các anh em, hai con máy khá là mới và đẹp luôn. Bác nào thích quan tâm hàng đẹp thì giới điện với em hai con này. Đấy, con đằng trước là 18.000 BTU với nhau nhé. Đấy, có eco lavi này, cảm biến thân nhiệt này, anh em gọi con này gọi là mắt liếc kìa, mắt camera này. Đấy, đây là con 18.000 này và một con là 20.000 này. Đấy, viền đen cả biến thân nhiệt mặt dâng auto clear rõ ràng. Đấy, đây là trong những cái phân khúc mà điều hòa cao cấp. Với hai con này các bác lắp được phòng con 18.000, các bác lắp được phòng 35 m² núi về nhé. Còn con 20.000 kia thì các bác lắp phòng 40 m² núi về. Đấy, đầy đủ công nghệ không thiếu một thứ. Thì em bán tất cả những cái mặt hàng của em bán là những cái mặt hàng tuyển chọn chứ em không nhập lô và không có máy, không có lai ghép lung tung gì cả. Tức là máy đồng bộ, chuyên bán là đủ những cái bộ đồ theo máy và zin máy nhá. Đầy đủ công nghệ. Rồi, em quay gần cho bác xem này. Đấy, đây là con mắt liếc này, mặt giả lên cho bác xem nhé. Đấy, bên trong của con mắt liếc này auto clear dọn dàn rồi, còn robot này các bác nhá. Đấy, đủ luôn. Con này là con 20.000. Đấy, bên trong của nó đây, con này cái vỉ bo mạch lại nằm bên trên. Đấy, con này là robot bên phải, con cái này vẫn như robot bên trái nhá. Rồi, hai con rất là đẹp, cục nóng nặng to. Đấy, chạy con này vô đối. Rồi, bác nào quan tâm với hai con điều hòa VIP full công nghệ, full tính năng 18.000 và 20.000 thì liên hệ với em sớm nhá. Rồi, vâng, em xin chào các bác.